Báo cáo từ Cục Thống kê Đồng Nai, xuất khẩu hàng hóa tháng 7 vừa qua mặc dù chưa hết khó khăn như 6 tháng đầu năm, nhưng đã có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước. Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2023 đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,85% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt gần 12,3 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu hơn 9,1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, bình quân mỗi tháng, Đồng Nai xuất siêu khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Những mặt hàng Đồng Nai xuất siêu lớn là giày dép, dệt may, sơ sợi dệt, sản phẩm gỗ, cà phê. Tuy kim ngạch xuất khẩu tháng 7 vừa qua có tăng nhẹ so với tháng trước đó, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp khó khăn về đầu ra. Xuất khẩu hàng hóa vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực do chịu tác động mạnh từ suy giảm kinh tế toàn cầu, biến động thị trường, điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu, EU và nhiều nước khác phải gánh chịu mức lạm phát cao nhất trong những thập kỷ qua, làm giảm sức mua. Trước khó khăn đó, các doanh nghiệp xuất khẩu bên cạnh việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp khác tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, chú trọng khai thác thị trường nội địa và tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do FTA, tìm kiếm thị trường mới, v.v.